Vâng, rất là nhiều anh em đang hỏi rằng anh Phúc buôn xe thì không biết anh đi những xe gì. Thì cũng xin thưa anh chị, tôi vừa rồi thì đang đi con Carnival 2024 này. Tại sao mà tôi lại đang đi một chiếc Carnival dù là một chiếc xe rất là to. Nhưng thực sự là chiếc xe này tôi dành riêng cho gia đình tôi đi lại. Có nghĩa là gia đình tôi có 4 người thôi. Đấy, nhưng mà thường là cái cuộc vui hoặc cuộc đi chơi là thường là tôi mời thêm vài vị khách nữa. Nên là chiếc Carnival này thì nó vô cùng ấn tượng và tôi nghiên cứu rất là nhiều vì tôi là người trong nghề. Để mà so sánh với Santa Fe thì nó sẽ vận hành sẽ vượt trội Santa Fe khá là nhiều. Cái thứ nhất là độ rộng rãi này. Cái thứ hai là tiện nghi này. Và đặc biệt là sự êm ái của chiếc Carnival thì nó vượt trội vì nó là trục cơ sở dài các bác nhé. Trục cơ sở dài. Thì con này là 2024 thì cái pin 2024 đầu tiên ở Việt Nam là con này là tôi đặt đấy. Con này là mang tính chất là mua quan hệ các bác ạ. Đấy, nên là tôi đăng ký được mấy tháng rồi thì bây giờ may ra mới có pin 2024 tháng 6 thôi, nhưng con này mấy tháng trước là tôi đã có rồi. Nhưng mà đặc biệt xe của tôi thì gần như là không đi tới thực sự là gần như không đi. Cái xe này hôm nay là để 10 ngày không đi nên tôi nổ máy mang rửa. Đấy, 10 ngày không đi các bác ạ. Đấy, 10 ngày này không đi luôn. Đó. Mà đấy, không được mở nhạc. Đây cái 24 màn hình nó rất là to này. Đấy, con này chạy thì nó rất là tiết kiệm. Thì tôi chạy bản máy dầu. Đấy, có sấy sưởi nằm mát này và sấy cả 4 ghế này. À, số là số xoay này. Phanh tay điện tử này. Nhiều chế độ vận hành này, auto hold có nhá. Đấy, âm thanh thì cũng khá là hay. À, âm thanh thì nó dùng nó bốt, nó bầu các bác nhé. À, cái này thì nó có trang bị hai cửa lóc nhé. Vâng, hai cửa lóc. Nhưng cửa lóc bỏ ra làm gì nó lóng ra. Ni lông nhiều mà tôi chưa bóc đâu. À, tôi chưa bóc đâu. À. Đấy, các bác này. Thì đó là một chiếc xe đầu tiên mà tôi muốn nói với anh chị là tại sao mà tôi lựa chọn nó thì là nó có nhiều cái lý do mà tôi chia sẻ. Nếu anh chị nào mà đi gia đình ấy, đây, cái chìa khóa này thì chúng ta có thể bấm cửa được mở từ xa nhé. Đấy. Mở từ xa được. Đấy. Mở từ xa được chúng ta có thể mở từ xa hoặc cầm kéo một cái thôi. Thì đặc biệt là cái cửa này nó là cửa đấy. Đấy, cửa ngang, nó gọn, nó không phải mở ra. Và cái ghế này thì hai ghế này cũng có sấy sưởi này, nằm mát này. Và có thể là đưa cái chân này lên đấy, hoặc là lạ ngã ra nằm thoải mái. Nó có hành lang đi giữa. Đây. Hành lang đi giữa nhé. Đây là ngồi thực sự nó rất là thoải mái khi đi những cung đường dài các bác ạ. Và điều hòa đằng sau thì cũng chỉnh ở đây. Chúng ta có thể chỉnh được đây. Nó mát ạ. Đây, lồng sau này có chỉnh được những cái hướng đằng sau này nhé. Cái ghế thì toàn bộ chỉnh điện. Hai ghế đều chỉnh điện. Và so với chiếc xe 7 chỗ thông thường ấy, như Santa Fe thì ghế sau nó rất là chật như ghế sau đây. Chúng ta có hành lang đi vào này. Đây, hành lang đi thoải mái nhé. Đi vào đằng sau và ghế sau nó cực kỳ là rộng này. Nó cực kỳ là rộng, ngồi thoải mái luôn. Thì đó là cái tiêu chí à, cái tiêu chí rộng rãi, thoải mái và tiện nghi. Thì con này nó đáp ứng đầy đủ hai cửa lóc luôn đó. Hai cửa lóc luôn đó. Và chúng ta xem nào, lại mở cốp sau này. Dù là một chiếc xe khi đưa hết ghế lên chúng ta đi được 8 người, nhưng các bác vẫn có một cái khoang hành lý khả năng là hai người ngồi bên trong được. Thì đó là một độ rộng rãi. Đây, rộng rãi cho chiếc xe nhé. Đây. Đấy, ghế đã đưa hết mà ngả thoải mái để nằm nhé. Đây các bạn nhìn nào. Đây. Đồ của tôi đây. Ni lông đây các bác này chưa bóc nhé. Đây này. Đấy, nó rộng rãi như thế này. Đấy. Nó rộng như thế này. Đấy. Sách thì báo cáo các bác là tôi theo Phật nên là toàn sách Phật thôi. Đấy. Rất nhiều cái những cuốn sách này, giáo án rèn tư cách bản thân rồi mọi cái đây. Tôi luôn luôn đọc sách Phật. Đấy, thì tôi có rất nhiều sưu tầm mà các thầy cũng tặng rất là nhiều, nhiều sách. Đấy, để luôn luôn hướng Phật các bạn ạ. Thì mỗi người một cái cách thôi. Đấy, cuộc sống thì mỗi người một cách. Thì đó, đó là cái chiếc xe đầu tiên mà tôi lựa chọn để nó phù hợp đi với gia đình. Và chiếc xe thứ hai, anh chị có thể thấy tôi chọn một chiếc xe đời rất là sâu.
nhưng mà nó mang lại đầy đủ cái giá trị, chất lượng và cái tiêu chí. Thì cái xe này tôi cũng mới hoàn thiện xong. Con này là, cái này thì chủ yếu là bản Nhật thôi, con NS460, nhưng đây là bản Mỹ. Và khi phải nói đến 20 mấy con tôi bán ra, và tôi đã để lại con này. Đấy. Con này ra thị trường Bắc Mỹ đầu tiên nhé. Đấy. Và các bác trước có thể xem con này đấy. Bây giờ tôi quyết định tôi để lại, tôi đi. Vừa dán pin hết 20 triệu này. Đấy, những cái tem nhập khẩu xe còn nguyên này, tiền kính này. Con này thì nó cực kỳ chất lượng và đi thì nó đạt đủ các tiêu chí. Để so Mercedes thì con này nó vượt trội Mercedes rất là nhiều, về kể cả độ tăng tốc, độ vận hành, độ êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt là bền lành. Thì đặc nhiên với điều kiện con xe về chất. Đấy, con này thì tôi vừa đã bọc lại toàn bộ ghế lắp ba rồi. Đấy, ghế lắp ba nhé. Đấy, xe lắp ba nhé. Các bác nhìn này. Đấy, xe của chủ tịch nó khác đúng không ạ? Đấy. Với những người thợ là phải thợ cả xịn sò làm. Đấy. Làm thì ghế này có thể chỉnh được nhé. Đấy, đây là tôi chỉnh vào này. Và nó có thể chỉnh được ra để làm nghỉ nhá. Đấy. Hơ mẹt các bác, màu hơ mẹt. Trần thì ra lộn rồi. Đây thì gương soi đèn này. Đó, mở ra đèn này. Đó. À, chụp con này thì nó cũng là xe sang đẳng cấp rồi. Đến bây giờ các bác muốn mua chiếc LS460L này trên thị trường thì nó rơi khoảng 7 tỷ rưỡi. Đăng ký vào chắc xem đâu đó trên 8 tỷ. Trên 8 tỷ. Đấy là xe mới thôi. Nên nó đạt mọi tiêu chí và Lexus thì nó bền. Tất cả cái này là nguyên bản hết này. Nguyên bản này. Đấy, nguyên bản nhé. Đấy. Còn cái này thì tôi vừa thay lắp ba hết này. Ra lắp ba hết này. Là nó đẹp lắm rồi các bác ạ. Bảo dưỡng bảo trì tất cả mấy chục triệu nữa rồi. Con này thì vô lăng điện thì đương nhiên rồi. Đấy, vô lăng điện nhé. Tất cả chi tiết từ cửa gió nó đẹp như mới tinh luôn. 2007 thôi. Nhưng mà khẳng định là nó đập chết cái con S28 luôn. Để mà vận hành. Các bác ạ. Vận hành nhé. Thì nó đập chết S28 luôn. À, cái này thì đây tôi nổ máy lên này. Thì vô lăng sẽ đưa ra nhé. Đưa ra nhé. Đấy, nó êm lắm. Con này của tôi chạy có 9.3 thôi. 9.3 thôi. Bản Mỹ này. Âm thanh nó hay lắm. Đấy, âm thanh nó hay. Đang cảnh báo sân lốp này. Âm thanh nó rất là hay. Tôi để nguyên bản hết chứ không độ đẽo những cái chi tiết điện. Không thay đổi. Cái này thì có cái phanh tay điện tử auto luôn. Đấy. Đỗ tự phanh mà đi tự nhả. Để lộ thông minh, ga tự động, cruise control. Tất cả là auto hết. Gương cũng auto luôn. Đấy, gương auto này. Đấy. Có nghe lùi thì nó tự động cụp cái gương này soi cho các bác ở tầm thấp để lùi. Vô lăng zin ốp gỗ. Con này thì nó siêu đẹp. Chạy rất ít, phanh khoảng cách đầy đủ nhé. Sấy sưởi ghế rèm sau mọi vấn đề. Đấy, sấy sưởi 4 ghế luôn. Đó, con này nó mới này mà. Thì đó, đó là con xe tôi đang đi. Một con này thì tôi rất là ưng. Chạy con này thì nó đạt đủ các tiêu chí. Con này tăng tốc từ 0-100 nó chỉ hơn 5 giây thôi. Mất hơn 5 giây thôi. Khiếp chưa? Đấy. Tắt đi thì cái vô lăng nó tự cất đi. Mà nhớ vị trí ghế mà. Thì đó, tôi mang tính chất nó thực dụng. Khi trải qua rất nhiều cái kinh nghiệm về xe thì đến giờ này thì mang cái chất nó thực dụng. Những cái gì hiệu quả mang cho mình cái giá trị cao nhất, thực dụng nhất thì mình dùng. Chứ mình cũng không cần phải quá xa hoa. Còn là đảm bảo với các bác là tôi chả thiếu cái gì cả. Đấy. Tôi thích đi bất kể cái xe gì 5-10 tỷ là tôi cũng khả năng là tôi mua tôi đi được. Nhưng tôi lại đi những chiếc xe này vì sau bao nhiêu kinh nghiệm làm nghề để trải nghiệm tất cả các mẫu xe. Thì có cả đây là một chiếc xe bản sedan sang, hạng sang. Đấy. Là đáng đi nhất. Đáng đi nhất. Nó đạt mọi tiêu chí và đi cực kỳ bền này. Khá là tiết kiệm nhiên liệu. Dù động cơ là 4.6L phun xăng điện tử và hộp số là 8 cấp. Và con này là con bản Mỹ. Đấy, con bản Mỹ này tôi đợi đi. Còn xe ăn tôi thì chủ yếu là xe sang thôi. Bên kia thì còn nhiều lắm. Thì đó là hai con xe mà là tôi để phục vụ. Một là xe cá nhân, hai là xe gia đình. Hai cái tiêu chí như vậy. Đấy, thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị thế thôi. Chứ con này có 2.7 thôi các bác ạ. Nghe đời nó sâu đúng không? Nhưng mà đám bảo mà các bác là chất của nó thì miễn bản. Vậy một dòng xe đâu có ít tiền đâu. Đấy, nó dài trên 5 mét các bác ạ. Độ rộng rãi thoải mái. Thì đó là tôi chia sẻ cái cá nhân tôi. Ngày hôm nay tôi đi hai cái mẫu xe này. Đây là xe cá nhân của tôi đi.
còn kia còn xe là phục vụ anh em hoặc gia đình. Thì con Carnival này chủ yếu là cái phục vụ cái nhu cầu gia đình đi lại xa. Đấy, cho không gian rộng rãi, thoải mái và tiện nghi. Thì đi tôi sở hữu con Carnival này. Đấy, đây tôi chia sẻ ngày hôm nay, tôi chia sẻ những cái giá trị mà anh chị có thể sau này gia đình sắm cho mình những cái xe thì cũng thể là có những cái ý tưởng làm sao cho nó phù hợp. Đúng không ạ? À, con xin đặt chờ bản máy dầu này thì bây giờ tôi mua nó khoảng 1,5 tỷ, trên 1,5 tỷ khi hoàn thiện. Trên 1,5 tỷ một chút. Đấy. À, hôm định mua con xe nước thôi nhưng mà anh em đòi đắt như xe mới và tôi đã đề xuất trong hãng được cái giá nó tốt, giá ưu đãi. Và người ta chấp nhận là lắp ráp cho tôi ngay. Đấy, riêng xe Hạnh Phúc này chấp nhận các lãnh đạo là lắp ráp cho Hạnh Phúc VIN 24 luôn. Đấy, còn tất cả bây giờ vẫn là VIN 23 thôi các bác ạ. Đấy. Và cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Và xe mà đam mê thì chủ yếu xe chất thôi các bác nhé. Cảm ơn các bác ạ. Chúc các bác sức khỏe, hạnh phúc và mọi điều tốt này. Cảm ơn, xin cảm ơn rất nhiều ạ.